Tử vi thứ 7 ngày 27 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử vi mỗi ngày.vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ 7 ngày 27 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy Bạch Dương nên đánh giá cao khả năng cá nhân của mình. Đừng ngần ngại đặt ra những tham vọng lớn cho bản thân. Nếu không nỗ lực hết mình, bạn sẽ không bao giờ khám phá hết tiềm năng của mình. Thực tế cho thấy, bạn hoàn toàn không kém cạnh ai khác. Sự nhạy cảm của bạn sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra những biểu hiện cảm xúc khác thường từ phía đối tác và từ đó, bạn có thể ở bên họ, động viên và hỗ trợ kịp thời. Dù bạn có thể chi tiêu khá thoải mái trong ngày hôm nay, nhưng tốt nhất vẫn là thiết lập một giới hạn nào đó. Nếu không biết tiết kiệm, tiền bạc có thể bay mất mà bạn không hay biết. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 17 và 89. 2. Cung Kim Ngưu tử vi 27 tháng 1 năm 2024 dự báo rằng Kim Ngưu hoàn thành mọi công việc một cách suôn sẻ, thể hiện sự thông minh và sự tỉnh táo, kết hợp với kinh nghiệm phong phú. Bạn đang xây dựng và củng cố vị thế của bản thân trong cộng đồng làm việc. Cấp trên đặt niềm tin lớn vào bạn khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tính cách mạnh mẽ làm cho bạn không bao giờ chấp nhận thất bại. Bạn luôn cho rằng sự chủ động trong mọi tình huống là chìa khóa để tránh trở thành người thua cuộc. Nhờ sự nỗ lực và cam kết của bạn, thành tựu thu được là đáng kể. Kim Ngưu không ngần ngại chi tiêu một cách thoải mái với những đạt được từ công việc. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 36 và 84. 3. Cung Song Tử thường rất tập trung vào mọi nhiệm vụ và làm việc một cách nghiêm túc. Tính ham học của bạn giúp bạn không chỉ học được nhiều kiến thức mới mẻ mà còn khám phá ra nhiều phương pháp mới để giải quyết các vấn đề được giao. Khuyến khích bạn nên xác minh kỹ lưỡng trước khi bày tỏ sự hoài nghi đối với người khác. Tránh làm tổn thương đối tác bằng cách tránh những lập luận không hợp lý. Hôm nay có thể bạn sẽ phải chi tiêu một khoản khá lớn. Nếu không muốn gặp khó khăn tài chính, hãy cân nhắc và nghiên cứu giá cả kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Con số may mắn của Song Tử ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 24 và 47. 4. Cung Cự Giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải thường thể hiện sự nhạy cảm, tuy nhiên, họ thường giữ kín cảm xúc cá nhân. Điều này xuất phát từ mong muốn được tin tưởng của mọi người, và họ luôn cố gắng hết sức để đạt được điều này. Tuy nhiên, quan trọng là Cự Giải không nên vượt quá khả năng của mình trong quá trình này. Cần phải thận trọng trước những lời ngọt ngào mà họ nghe được từ người khác. Và không nên tin tưởng quá nhanh vào những người họ chưa hiểu rõ. Việc duy trì và phát triển mối quan hệ đòi hỏi sự trò chuyện và hiểu biết về tính cách của đối phương. Ngoài ra, Cự Giải cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch chi tiêu và đầu tư trong tương lai. Việc này đòi hỏi họ cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế và khả năng của bản thân để đưa ra những quyết định thông minh và bền vững. Con số may mắn của Cự Giải ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 36 và 89. 5. Cung Sư Tử vẫn giữ được tinh thần lạc quan và hạnh phúc trong ngày hôm nay. Năng lượng tích cực của bạn đang lan tỏa đến mọi người, khiến mọi người cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Tất cả mọi việc được hoàn thành một cách xuất sắc nhờ vào sự đồng lòng và hợp tác. Bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác, bạn hiểu rõ những khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Quan hệ giữa bạn và người kia luôn ấm áp và hòa hợp. Khả năng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và những người gặp khó khăn của bạn đang tỏa sáng. Tấm lòng tốt của bạn sẽ mang lại những thành tựu ngọt ngào trong tương lai. Con số may mắn của sư tử ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 52 và 78. Cung sử nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ thường thiết lập những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, đặc biệt là trong ngày hôm nay khi mặt trăng hợp thành góc 30 độ với sao mộc. Bạn đam mê hoàn hảo và có khả năng đạt được những kết quả xuất sắc. Khả năng của bạn trong việc vượt qua khó khăn và hợp tác với người khác nhanh chóng giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, có vẻ như bạn đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối tác của mình. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng khi người kia không đáp ứng được những mong đợi của bạn. Trong lĩnh vực tài chính, bạn quản lý tiền bạc một cách khéo léo, làm cho túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh. Ngoài ra, khả năng đầu tư của bạn có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Con số may mắn của sử nữ ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 26 và 88. 7. Cung Thiên Bình được biết đến với khả năng duy trì mối quan hệ hài hòa với mọi người, luôn nỗ lực tránh xa khỏi những cuộc tranh cãi. Sự quyết đoán và tin tưởng của bạn đối với quyết định đã được gặp được sự ủng hộ rộng rãi từ mọi người trong ngày hôm nay, tạo nên niềm tin mạnh mẽ vào hướng đi của bạn. Dù có sự khác biệt về quan điểm, bạn vẫn thể hiện sự kiên nhẫn khi lắng nghe ý kiến của đối tác. Điều này giúp tránh xa khỏi tình trạng căng thẳng và tạo nên môi trường hòa bình. Với tài năng bán hàng xuất sắc, bạn không chỉ biết cách giữ chân khách hàng mà còn tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới và tiềm năng, làm cho sự thành công trong lĩnh vực bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 13 và 88. 8. Cung Bọ Cạp thích tự lập, đặc biệt là khi mặt trăng hợp với sao Hỏa ở góc 30 độ như hôm nay. Bạn không muốn phụ thuộc vào người khác, luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bắt đầu công việc. Điều này giúp bạn tránh được nhiều sai sót không đáng có và tạo nên sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Nếu bạn cảm thấy tốt với ai đó, hãy thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng hơn. Việc giữ những cảm xúc đó trong lòng chỉ làm cho đối phương khó hiểu. Nhờ những đóng góp tích cực cho công ty, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá. Hãy coi đây như là động lực để tiếp tục hướng về phía trước. Con số may mắn của Bọ Cạp ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 02 và 67. 9. Cung Nhân Mã luôn hứng thú khám phá những điều mới mẻ và đặt mục tiêu tự nâng cao kiến thức của bản thân. Khi bạn quan tâm đến một vấn đề nào đó, nên chi tiết và chăm chỉ trong việc tìm hiểu, tránh việc làm lơ và chỉ nổi lên bề nổi mà không có sự sâu sắc. Có vẻ như bạn coi tình yêu như một trò chơi, nhưng quan trọng là hãy không xem nhẹ mối quan hệ. Nếu không đối xử nghiêm túc với tình cảm, bạn có thể gây tổn thương đến người khác dù là sớm hay muộn. Trong việc quản lý tài chính, bạn cần phải rõ ràng hơn. Nếu bạn tiêu tiền mà không có kế hoạch, có thể bạn sẽ nhanh chóng đối mặt với tình trạng túi trống và buộc phải nhờ người khác giúp đỡ. Con số may mắn của Nhân Mã ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 45 và 99. 10. Cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng hôm nay, vị trí của mặt trăng tạo ra một sự mâu thuẫn trong cách Ma Kết hành xử. Có vẻ như cảm xúc và lý trí của họ đang khó khăn để đạt được sự đồng thuận. Nếu bạn đối mặt với bất kỳ thách thức nào khó giải quyết, đừng ngần ngại tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Họ có thể mang lại cái nhìn mới và giúp bạn vượt qua khó khăn. Những xung đột giữa bạn và người khác cần được giải quyết trong ngày hôm nay. Việc kéo dài mối quan hệ chỉ làm tăng khoảng cách giữa hai bên. Hãy đối mặt và giải quyết vấn đề ngay. Hãy giữ kiểm soát về chi tiêu trong ngày hôm nay để bảo vệ nguồn tài chính của bạn. Điều này giúp bạn duy trì một tình hình tài chính ổn định mà không cần phải chi trả nhiều. Con số may mắn của ma kết ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 13 và 44. 11. Cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng nếu có ai tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, Bảo Bình nên giữ khoảng cách và tránh quan hệ quá mức gần gũi. Điều quan trọng là không nên suy đoán quá nhiều về hành động của đối phương. Thay vào đó, tốt nhất là trò chuyện thẳng thắn để tránh hiểu lầm không đáng có. Hãy cẩn trọng và không nên vội vàng đầu tư tình cảm trong ngày hôm nay. Người ta nên tránh nghe theo lời khuyên của người khác mà không xem xét kỹ lưỡng, để tránh rơi vào tình huống thất thoát. Chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn để đưa ra quyết định quan trọng. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 13 và 55. 12. Cung Song Ngư tử vi ngày mới cho biết Song Ngư đã đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc. Sự cống hiến của bạn đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lãnh đạo đánh giá rất cao những đóng góp của bạn cho cộng đồng làm việc. Nếu duy trì tinh thần này, chẳng mấy chốc bạn sẽ có thể tự tin khẳng định bản thân và tiến xa hơn. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với khả năng bị đánh lừa bởi những lời lẽ hoa mỹ bề ngoài. Sử dụng lý trí để đánh giá người khác hơn thay vì chỉ lắng nghe trái tim. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản lợi nho nhỏ từ các mối làm ăn trước đó. Hãy quản lý khoản tiền này một cách thông minh để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Con số may mắn của Song Ngư ngày 27 tháng 1 năm 2024 là con số 23 và 42.